Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái chiếc Smart TV của TCL. Cái chiếc TV này có tên là chiếc TV này có kích thước màn hình là 50 inch và cái độ phân giải là 4K. Và cái tên của chiếc TV này là L50B65UF. Thì chiếc TV này hiện nay đang có giá bán là khoảng gần 9 triệu đồng tại Điện Máy Xanh. Vậy thì cái chiếc TV này nó có những cái gì đặc biệt thì như trên màn hình các bạn đã thấy nè. Trên cái đồ mode của nó cũng hỗ trợ Netflix. Đây các bạn thấy nè, Netflix. Đó. Đây là cái remote của nó. Và như các bạn thấy là đây là cái kho app của nó. Nó chạy một cái hệ điều hành của TCL phát triển. Thì mình không biết là nó có gọi là chế từ Android hay không. Và cái hệ điều hành đó có cái tên là TV cộng OS. Thì những cái ứng dụng nó tích hợp sẵn như các bạn thấy là YouTube nè, FPT Play nè, rồi My TV, rồi giọng hát Việt nhí, Fan. Nói chung là rất là nhiều các cái tùy chỉnh trên này. Nhìn đây mình cần Facebook, nói chung là. Và cái phần T card này là để cho các bạn kết nối với điện thoại, trình chiếu cái màn hình của điện thoại lên cái TV này. Và cái trình duyệt của nó là nó sử dụng cái trình duyệt có tên là T, đây đây, T browser, đã gọi là Mac TV. Thì nó có tích hợp wifi rồi, tất nhiên là nó có tích hợp wifi. Để mình vô thử cái kho app của nó coi. Và nó hỗ trợ công nghệ đầu thu cái truyền hình số mặt đất DVB-T2 nữa nha các bạn. Đó, cái kho app của nó thì nhìn không không có liên quan gì tới Android hết. Không biết là nó chạy cái ứng dụng với cái đuôi là cái gì nữa nha. Và bây giờ mình sẽ thoát ra ngoài. Cái tốc độ phản hồi nữa của nó thì đây là cái giao diện home của nó sẽ đưa ra các cái phim mà đang. Đây là một cái số cái cổng kết nối của nó, đó là một cái cổng media. Cái cổng này để các bạn cắm USB vô để xem phim. Tiếp theo nữa là nó có ba cổng HDMI 1 2 3 và cái cổng hoa sen AV. Cổng TV này thì để kết nối với lại anten hoặc là đầu thu cái truyền hình số mặt đất DVB-T2. Thì cái công nghệ hình ảnh của nó sử dụng là Myrdimin HDR và cái tần số quét của chiếc TV này là 60 Hz. 60 Hz. Sử dụng cái công nghệ âm thanh là Dolby MS12 và tổng công suất loa của nó là 16 W. Và cái công suất chung của cả cái TV này luôn á là 120 W. Thì tổng cái trọng lượng của cái TV này là 10,2 kg. Và các bạn đang thấy đây là nó đang ở cái dạng treo tường hoặc là có thể nó có gắn chân vô luôn. Gắn chân vô luôn cũng được. Bỏ cái chân ra thì kích thước của nó còn khoảng 10 kg là giảm được 2 lạng á. Và cái viền của nó là viền nhựa, kích thước viền như các bạn cũng thấy nè. Cũng khoảng là cái phần mà dày dưới này là khoảng 2 cm, còn phía bên kia là khoảng 1,5 cm. Theo mình nghĩ là vậy á. Thì cái chiếc TV này được ra mắt vào năm 2018 và đặc biệt là được sản xuất ở Việt Nam luôn nha các bạn. Sản xuất ở Việt Nam luôn. Thì cái bản cập nhật mới nhất của nó là vào khoảng tháng 3 năm 2019 á. Ở đây không sao hết, không sao hết. Đó, mình mới mở qua hình như là cái bộ phim Hoa Thiên Cốt. Thì tất nhiên mình sẽ kết nối cái wifi vô. Rồi thì các bạn thấy cái chiếc tivi này như thế nào? Đây là mình so với tổng thể tivi 50 inch, màn hình 4K. Thì mặc dù nó không có dùng hệ điều hành Android nhưng mà vẫn trang bị hầu hết tất cả các
cái tốc độ phản hồi cũng khá là nhanh. Thì mặc dù nó không trang bị cái hệ điều hành Android TV nhưng mà nó vẫn được trang bị tất cả các cái app như các bạn thấy trên màn hình đây. Thì cái giá hiện tại ở Điện Máy Xanh là vào khoảng là gần 9 triệu, khoảng 8 triệu 6. Thì các bạn có thấy là cái chiếc TV này với cái giá như vậy là có hợp lý hay không? Và các bạn có nghĩ là mình sẽ mua cái thiết bị này hay không? Thì hãy để lại bình luận phía bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.